Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người chiếc giường tầng, chiếc giường ngủ 2 tầng có mã số là 1800. Chiếc giường ngủ 2 tầng này á có kích thước á ở phía dưới cái giường tầng chính á là 1m2. Cái giường tầng 1 á là 9 tấc và cái giường tầng học khéo á là 1m. Nghĩa là mình thiết kế cái giường tầng này á là ba cái giường tầng nha các bạn, giống như ba cái giường tầng vậy đó. Tại vì mình thiết kế một cái giường tầng phụ nữa nè. Giường tầng phụ mình làm cái học kéo ha. Cái giường tầng này á, nguyên liệu để sản xuất của nó là gỗ công nghiệp MDF, phủ vân gỗ melamin nhân tạo chống trầy nha các bạn. Cái vân gỗ này là cái vân gỗ melamin nhân tạo chống trầy nè, nó rất là khó trầy nha. Rồi, bạn nào có nhu cầu vui lòng liên hệ số điện thoại 0913 916 949, bạn vào trang web nội thất thái bình.com để xem thêm nhiều cái mẫu giường tầng khác. Ở trong trang web nội thất thái bình.com mình làm hàng trăm cái mẫu giường ngủ 2 tầng để các bạn tham khảo ha. Còn bạn nào muốn xem hàng trực tiếp á, vui lòng đến cửa hàng của mình tại số 458-460 đường Hậu Giang, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh để xem hàng. Bây giờ mình xin giới thiệu về chiếc giường tầng này. Chiếc giường tầng này á, nguyên liệu để sản xuất của nó là gỗ công nghiệp MDF, phủ vân gỗ melamin nhân tạo chống trầy. Cái vân gỗ này là cái vân gỗ melamin nhân tạo chống trầy nè các bạn, rất là khó trầy ha, mà lấy sắt mình cà luôn nè, nó cũng không có trầy, rất là chất lượng nha các bạn. À, cà mạnh luôn nè, cũng không có trầy, rất là chất lượng luôn. Cái vân gỗ melamin nhân tạo này nè, nó có hàng trăm mẫu để các bạn lựa chọn ha, bạn thích mẫu nào mình sẽ làm mẫu nấy. Còn về thiết kế thì cái giường này thì mình thiết kế là cái giường tầng ở dưới là 1m2, bạn muốn nào muốn rộng ra nữa mình thiết kế 1m4, muốn rộng ra nữa mình thiết kế 1m6, 1m2, 2m đó các bạn. Nè, chiều rộng 1m2 và chiều dài 2m. Bạn muốn làm lớn nữa thì mình làm lớn nữa, thì cỡ này là nó cũng có thức chuẩn rồi nha các bạn, nó có thể nằm ngủ được 2 người. Bạn muốn lớn nữa thì mình làm 1m4. Muốn lớn nữa thì mình làm 1m6. Nếu mà cái giường tầng ở dưới là 1m2 thì ở trên là 9 tấc. Cái giường tầng ở dưới 1m4 thì ở trên là 1m, và cái giường tầng ở dưới 1m6 thì cái giường tầng trên là 1m2. Thì nó đi theo vậy đó các bạn. Còn cái ván công nghiệp mình sử dụng cho cái giường tầng này là mình sử dụng cái loại ván sợi nha, chứ không phải là ván dăm. Cái loại ván sợi chất lượng nó rất là cao, cái thịt của nó rất là chắc, nó có cái độ bền từ 15 đến 20 năm nha các bạn. Còn về thiết kế thì mình thiết kế cái giường tầng này ở dưới là có cái học kéo đó các bạn, cái giường tầng học kéo nè. Cái giường tầng này mình mua tấm nệm mình trải lên là rất là ok nha. Cái giường tầng này là có kích thước, cái giường tầng phụ này nó có kích thước là 1m nhân cho 2m. Bạn mua tấm nệm một dày 1 tấc, các bạn bỏ lên là nó rất là ok nha. Mình đóng lại, mình sẽ cua khi cần mình kéo ra mình ngủ thêm được 2 người nữa. Còn không cần thì mình đóng lại, hoặc là mình có thể sử dụng cái giường phụ học kéo này mình để đồ giống như mùng mền này kia đó, hoặc là đồ đạc này kia đó. Mình cần mình xếp lại, mình cất cái giữ đó mình xếp mình bỏ vô đây. Đồ đạc mình bỏ vô đây, mình đóng lại. Nó giống như một cái học kéo để mình tận dụng cái khoảng không ở dưới cái giường đó các bạn. Nó rất là tiện ha. Mình đóng vô nhẹ, rất là nhẹ nhàng. Đóng vô rất là ok nha. Rồi. Còn cái giường tầng này thì mình thiết kế rất là chắc chắn nha. Cái giường tầng ở dưới là 1m2, giường ở trên là 1m, để mình leo lên cho các bạn xem ha, rất là chắc chắn luôn. Rất là chắc chắn và tiết kiệm diện tích nha. Giống như cái diện tích nhà mình nó hẹp, thì mình sử dụng cái giường tầng này mình leo lên đây, trên đây ngủ được 2 người, ở đây ngủ được 2 người, ở đây ngủ được 2 người. Diện tích nó không có nhiều mét vuông hết, nó khoảng 3 mét vuông thôi. 1, 2, khoảng 3 mét vuông là mình ngủ được 1, 2, 3, 4, 5, 6 người các bạn. Rất là rộng rãi. Cái giường tầng này mình sử dụng cho người lớn và trẻ em đều được hết nha. Tại vì thiết kế của nó rất là vững chắc. 6-7 người lên cái giường này cũng không sao hết nha. Lên từng một nè, 6-7 người lên cũng không sao hết, tại vì mình thiết kế rất là chắc nha. Cái hông này mình làm rất là dày luôn nè, dày cực kỳ luôn nha các bạn, dày 3/6 nha, rất là dày luôn. Cái hông này nè, cái vai này mình làm cũng rất là dày luôn, mình thiết kế rất là dày nha. Còn cái cầu thang này mình làm cũng rất chắc chắn, để mình leo lên cho các bạn xem ha. Rất là chắc chắn luôn, tại vì những cái bậc cầu thang này nè mình âm thẳng vô trong xương luôn, mình âm vô trong xương luôn. Bởi vậy các bạn rất là chắc chắn, mình 80kg mình đi không có nhầm nhòi gì hết nha các bạn, rất là chắc chắn, rất là an toàn luôn nha. Còn cái tầng 1 là rất là cứng, 3-4 người, 5-6 người leo lên cũng không sao nha các bạn đó.
à, rất là chất lượng luôn. Mình làm rất là chắc chắn. Tại vì cái vai này mình làm rất là dày nè các bạn. Cái vai trước mình làm cũng dày, mà vai sau mình làm cũng dày. Còn những cái góc mà mình bắt mấy cái bát sắt để mình chịu lực cái giường này, nó rất là dày nha. Rất là dày, ốc dít bắt sâu vào. Bởi vậy nó rất là cứng cáp nha các bạn. Nào mình lên đây mình nhúng cho các bạn xem nha. Cái giường tầng rất là chắc chắn, không có nhúng nhích gì hết nha. À, 5-6 người lớn lên cũng không sao hết. Bởi vì cái nhà của bạn mà diện tích nó hơi chật, bạn sử dụng cái giường tầng này là rất là ok nha. À, ở trên là cái giặt tắm nha các bạn. Giặt tắm dày 17 ly nha, rất là dày dặn nha các bạn. 17 ly rất là dày dặn luôn. Bởi vì nó không có bị quằn, bị cong gì hết nha. Nào mình đứng lên mình nhúng luôn không sao nè các bạn. À, rất là cứng luôn. Rồi, còn cầu thang thì mình làm rất là chắc chắn nha. Các bạn xài thì rất là yên tâm. Rồi đi xuống nè, người lớn mình đi xuống, mình quay lưng mình đi xuống gì rất là vững vàng nha các bạn. Rất là chắc chắn luôn. Không có sợ sức nha cái cầu thang này á. Ha, mình bắt dít dài 7 phân nha. Bắt thẳng từ đây ra là dính vô thẳng ngay luôn, dính vô thẳng ngay luôn. Đó, dính vô thẳng luôn, nhẵn luôn là cái cầu thang này là nó rất là an toàn luôn, không các bạn không có sợ mà nó yếu nha, rất là chất lượng. Tại vì mình thiết kế cho người lớn sử dụng mà, người lớn sử dụng mà bởi vậy 80-90 kg. Các bạn đi cầu thang này không có nhầm nhòi gì hết và rất là cứng cáp, cái giường này cũng vậy. Xài rất là bảo đảm nha các bạn. Rồi. Còn về chế độ bảo hành á thì cái giường, chiếc giường này á, là mình bảo hành là 1 năm, sau thời gian 1 năm là mình bảo trì. Sau thời gian 1 năm ví dụ như bạn xài 2 năm, 3 năm hay 7 năm gì đó mình vẫn bảo trì nha. Để mình quay gần cho các bạn xem nha. À, cái vân gỗ melamine nó rất là đẹp. Rất là đẹp, sáng và chất lượng luôn nha. Cầu thang thì rất là chắc chắn nha. Ở trên tầng 1 mình sử dụng nguyên tấm nè. Giặt nguyên tấm luôn các bạn, coi giặt nguyên tấm mình sơn men trắng luôn nha. Rất là chất lượng luôn. À, ở tầng 1 nè. Nguyên tấm luôn, nguyên tấm liền luôn. Bởi vì rất là cứng cáp nha các bạn. À, cầu thang đi lên rất là vững chắc nha. Vai, tất cả các hông, vai, cầu thang này kia mình làm rất là cứng nha các bạn. Rất là bảo đảm luôn. Bạn sử dụng cái giường này thì rất là bảo đảm. Rồi. Rất là chất lượng nha. À, cái giường ở trong cũng vậy, cái giường mét 2 này cũng vậy. À, rất là cứng luôn. Cái giạc này là mình xài 17 ly. 17 ly mà mình sơn men trắng luôn, các bạn có thể lau chùi sạch sẽ, các bạn nằm lên nó rất là mát lưng. À, rất là ok luôn. Ở đây mình thiết kế cái kệ sách để các bạn có thể để sách, để đồ đạc linh tinh này kia lên đây được nè các bạn. Nó rất là tiện lợi ha. À, cái vạt á. Cái vạt này 17 ly rất là cứng luôn. Đây. Rồi. Bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình sẽ giao hàng tận nơi miễn phí. Còn bạn nào ở tỉnh thì có phí. Bạn nào ở tỉnh thì nếu mà mình đi xe tải, mình đi giao, thợ mình đi ráp luôn, mà bạn cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 200 km trở lại thì có phí từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi nha. Còn nếu bạn mua nhiều á, bạn mua nhiều, mua 3-4 món như giường, tủ này kia linh tinh, 3-4 món hơi nhiều một chút á, thì mình sẽ giao hàng tận nơi miễn phí. Còn niệm thì mình cũng có bán luôn nha. Niệm mét 2 nè, niệm 90 nè, niệm 1 mét. Thì chiếc niệm S2 này á có giá bán là 1,9 triệu. Nếu mà bạn nào mua chung luôn á, thì mình sẽ giảm 400, còn 1,5 triệu nha. Còn tấm niệm ở dưới là tấm niệm 1 mét. Cái tấm niệm đó là tấm niệm cao su non, dày 1 tấc, bảo hành 10 năm. Nếu 1 mét với 9 tấc thì bằng giá, có giá hiện giờ là mình đang bán giá 1,8 triệu. Nếu bạn nào mua chung luôn á, thì mình giảm 400 ngàn, còn 1,4 triệu nha. À, nếu mà bạn mua 3 tấm niệm đó luôn thì mình sẽ giao chung luôn. Để cho nó đồng bộ, bạn khỏi mất công đi mua đâu hết, mình giao một cái bạn chỉ cần mở ra bạn xài luôn. Rất là ok ha. Rồi. Rồi, bạn nào còn các bạn lưu ý á, thì cái giường này á, thì mình làm cái sườn nó rất là dày. Dày á, là nó sẽ đảm bảo, nghĩa là dày á, là mình tính là từ cái vai nè. Cái vai là dày 3/6 luôn nha. Các bạn lấy thước các bạn đo đúng là 3/6. Cái cầu thang mình làm cũng 3/6 luôn. Cái vai bên tay phải mình cũng làm 3/6 luôn. Cái vai ở dưới đây mình cũng làm 3/6 luôn. Nói chung tất cả các cái phần chịu lực của cầu thang này là mình làm cái độ dày 3/6. Bởi vậy là nó rất là chắc, vững chắc luôn nha. Cực kỳ vững chắc luôn. Các bạn mua cái giường này là bạn xài vĩnh viễn nha các bạn. Rất là chất lượng luôn.
Rồi, bạn nào có nhu cầu vui lòng liên hệ số điện thoại 0913 916 949. Bạn vào trang web nội thất thái bình.com để xem thêm nhiều cái mẫu giường tầng khác. Để mình lấy cái bản mẫu cho các bạn xem nha. Cái giường tầng này nè, cái vân gỗ melamin nhân tạo chống trầy này nè, các bạn có rất nhiều mẫu, bạn thích mẫu nào mình sẽ làm mẫu nấy. Đó. Cái mẫu này bạn thích màu gỗ thì bạn lấy mẫu 209 này các bạn, mẫu màu gỗ nè. Còn mẫu này là mẫu 27, mẫu 27 màu sáng để cho phòng mình nó sáng hơn chút, mình lấy mình làm cho cái giường này nè các bạn. Là mẫu 27 đó các bạn. Bạn nào thích mẫu này thì bạn nói mẫu 27, mình sẽ làm đúng mẫu này cho các bạn. Hoặc là bạn nào cũng thích tối hơn thì 229, thích màu gỗ thì 303. Ra thích màu gỗ thì 323, 324, mẫu này 325, mẫu này 350, mẫu này 380, mẫu này 385, mẫu này 388, mẫu này 610, mẫu này 640, 720. Nó có rất nhiều mẫu nha, siêu nhiều mẫu luôn. Còn bạn nào muốn đẹp nữa thì mình sẽ có cái dòng hàng cao cấp nữa, cái dòng hàng cao cấp nữa, giống như cái mẫu này nè các bạn. Giống như mẫu này vân đá này các bạn, rất là chất lượng luôn nè. Giống như cái giường mình khi mình lên vân đá mẫu S8 này các bạn. Nó mắc hơn chút đỉnh, nó mắc hơn khoảng 10-20% thôi các bạn. Cái loại này là vân đá nè, đá vàng nè, đá vàng S7 nè, đá trắng S9 nè các bạn. Các bạn thích mấy mẫu này thì mình sẽ làm mấy mẫu này. Mẫu này thì cao cấp hơn tí. Rồi, các loại màu. Ở trong trang bếp mình á, các bạn trong trang web nội thất thái bình .com á, mình có để cái bảng màu mẫu ở trong. Bạn tìm cái mục mà gỗ công nghiệp phủ melamin chống trầy đó, bạn xem cái mã số, bạn chỉ cần đọc cái mã số thôi, mình làm theo ý của các bạn ha. Trong trang web nội thất thái bình .com đó, các bạn vào các bạn xem ha. Rồi, còn kích thước chi tiết của cái giường này á, thì nó lọt lòng là 2m, thì nó phủ bì nó khoảng 2m1 nha các bạn. Lọt lòng là 2m, phủ bì là 2m1, còn 1m2. Thì chiều rộng nó 1m2 nè các bạn, chiều cao của nó. Chiều cao của nó là 1m9 nha các bạn. Chiều cao phủ bì là 1m9. Các bạn có thể làm đơn giản như thế này để người lớn mình sử dụng cũng được, hoặc là bạn có thể thêm cái cầu thang hợp ở đây cũng được, hoặc là có thể thêm cầu trượt cũng được. Mình nhận đặt là hàng làm theo yêu cầu nha. Bạn nào mà có yêu cầu giường tầng mà làm các mẫu mà theo ý của các bạn, mình sẽ làm theo ý của các bạn ha. Rồi, bạn nào có nhu cầu vui lòng liên hệ số điện thoại 0913 916 949. Bạn vào trang web nội thất thái bình.com để xem thêm nhiều cái mẫu giường tầng khác. Ở trong trang web nội thất thái bình.com mình làm hàng trăm cái mẫu giường tầng để các bạn lựa chọn ha. Còn bạn nào muốn xem hàng trực tiếp á, vui lòng đến cửa hàng của mình tại số 458-460 đường Hậu Giang, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh để xem hàng. Tại cửa hàng mình trưng bày rất nhiều sản phẩm nội thất. Ngoài những sản phẩm nội thất mình trưng bày tại cửa hàng, mình còn nhận đặt hàng theo yêu cầu. Bạn nào có nhu cầu về các sản phẩm nội thất thì vui lòng liên hệ với mình. Nếu mà hàng đặt thì mình cho thợ đến tận nhà bạn đo vẽ tận nơi. Hoặc là bạn có thể đến cửa hàng thứ hai của mình tại số 199-201 đường Nguyễn Thập, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh để xem hàng. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip này. Xin chào các bạn. Xin chào.